Bước sang ngày tu học thứ hai của khóa tu tuổi trẻ lần thứ 11 tại Chùa Bằng, Linh Tiên Tự, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, 550 khóa sinh tham dự khóa tu đã dần thích ứng với nếp sống chốn thiền môn và có những trải nghiệm thú vị trong các chương trình tu học. Ngay từ 5 giờ sáng, các bạn trẻ đã thức dậy sau tiếng chuông chùa ngân vang báo thức của quý thầy. Trong không khí trong lành của sớm mai, các khóa sinh đã được quý thầy hướng dẫn tụng kinh nhớ ơn và cùng nhau tập thể dục khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng. Sau đó, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức đã có lời chào hỏi quan tâm và động viên các khóa sinh đoàn kết yêu thương các bạn đồng tu, nghe lời quý thầy chỉ dạy để có những ngày tu học ý nghĩa. Sau khi dùng điểm tâm sáng, Chư Tôn Đức trong Ban Tổ chức đã hướng dẫn các bạn khóa sinh về vườn tượng Quán Thế Âm và hướng dẫn thiền hành để cảm nhận niềm hỷ lạc trong nội tâm của chính mình. Trong không gian tĩnh lặng, thơm mùi cỏ cây hoa lá, các bạn trẻ đã bước những bước chân thật thảnh thơi như người thanh nhàn vô sự trên đời. Bao nhiêu lo lắng và phiền muộn như được rũ bỏ ngoài cánh cửa chùa, để lại sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn. Từng hàng nối bước theo nhau trải dài khắp khuôn viên chùa, tạo nên một khung cảnh an nhiên nơi chốn giả lam. Cảm thấy rất là vui khi mà được tham gia cái khóa tu như này và kiểu học hỏi được rất nhiều điều tốt từ các thầy với cả là khi mà nhận phòng thì rất là bất ngờ vì nó rất là rộng và trang thiết bị thì đầy đủ, mát mẻ. Và sau khi đến ngày thứ hai thì bọn em cũng quen hơn và dậy sớm. Bình thường thì bọn em không có dậy sớm như thế nên là rất là cảm thấy hơi khác. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì nhiều ấy. Đồ ăn ở đây thì rất là ngon, nó không khó ăn như mọi người nghĩ, kiểu ít đồ hay là như nào mà ăn rất là no và đầy đủ. Và các bác nhà bếp cũng rất là chu đáo. Thấy các cô chú phục vụ rất là nhiệt tình và tận tình chăm sóc cho chúng em từng bữa ăn ạ. Em thấy đầu tiên em rất là bỡ ngỡ và khi không quen các bạn, nhưng mà khi được vào khóa tu em được kết nối rất là nhiều bạn và cảm thấy rất là vui khi được chơi chung với các bạn và học hỏi được nhiều điều hay, ý đẹp ạ. Tiếp đến, Ni sư Thích Nữ Trúc Hiếu đã có bài chia sẻ với các bạn trẻ về chủ đề chữa lành tính vô cảm. Tại đây, Ni sư đã cùng các bạn trẻ có những trao đổi đầy thú vị xoay quanh những câu chuyện về thói vô cảm trong xã hội ngày nay. Ni sư cũng đưa ra nhiều ví dụ về tính vô cảm cũng như phương pháp chữa lành tính vô cảm như thế nào cho đúng đắn. Buổi chia sẻ của Ni sư giúp các bạn trẻ đánh thức những cảm xúc trong tâm hồn của chính mình để nhận ra đời sẽ rất đẹp nếu mỗi con người biết rung động, biết cảm thông, biết yêu thương và đồng điệu với cuộc đời. Sau khi thính pháp, các bạn trẻ đã được quý thầy trong Ban Tổ chức hướng dẫn các bạn giao lưu và gắn kết với nhau thông qua những trò chơi tập thể vô cùng sôi nổi. Hoạt động và trải nghiệm ở khóa tu lần đầu tiên ở Chùa Bằng thì em có cảm giác là anh chị và các quý sư thầy ở đây rất là vui vẻ và hòa đồng và tận tình giúp đỡ các em. Trong hai ngày đầu này, đối với em đây là lần đầu tiên đi khóa tu. Thì ngày đầu tiên thì em rất là bỡ ngỡ, nhưng mà cũng may là nhờ có các bạn đồng tu ở đây rất là hòa đồng và cùng với các thầy và các anh chị tình nguyện viên rất là nhiệt tình giúp đỡ em trong những công việc sinh hoạt cá nhân hay là khi nghe pháp gì đó thì các anh chị cũng rất nhiệt tình giúp đỡ nên em cũng hòa đồng và cũng thích ứng rất nhanh với môi trường ở đây ạ. Tiếp đến, Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức cùng quý thầy đã hướng dẫn các bạn khóa sinh về quá đường, dùng cơm trưa trong chính niệm tỉnh thức. Đầu giờ chiều, các khóa sinh đã được học những bài võ tự vệ vô cùng có ích đến từ võ sư cao cấp Trần Nam Trung, chủ nhiệm võ phái Nam Thiên Phật Môn Quyền cùng các vị huấn luyện viên trong võ phái. Điều này sẽ giúp các bạn có thể bảo vệ được bản thân trước mọi tình huống xấu diễn ra trong cuộc sống.